gái. Mời bạn trai. Rồi, mời đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh với lại các bạn ở đây. Rồi, chào em. Dạ, chào bạn nam bên kia. Em tên là Lưu Thị Hà Phương, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở ngoài Hưng Yên. Hiện tại em đang là kế toán, làm việc ở Bình Thạnh. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây lâu rồi. Mời bạn trai. Xin chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái cũng như mọi người có trong trường quay ngày hôm nay. Em là Vũ Minh Cương, 30 tuổi. Em đến từ vùng đất được mệnh danh là người con gái nặng nhất thế giới đó. Chị 25 tấn. Dạ, dạ vâng ạ. Quê hương Thái Bình. Thái Bình, dạ, dạ vâng. Em làm việc ở đâu? Em làm việc ở trong quận 9. Quận 9 em làm về gì Cương? Em làm bên khối lượng, bóc tách dự toán. Bốc tách dự toán tức là dạ, đưa cái dự án vô bốc tách dự toán là bao nhiêu cái dạ, vâng, khối lượng này bao nhiêu tiền đúng không? Dạ vâng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với nhau về những cái ưu điểm và khuyết điểm của nhau nha. Rồi, mời Phương trước đi em. Điểm mạnh của em là em được cái dễ ăn, em biết nấu nướng, xiên, dọn dẹp, là người phụ nữ truyền thống nhưng mà cũng có pha chút hiện đại. Còn khuyết điểm của em là em ham mua sắm, nói nhiều. Chứ là em hay nóng tính, tính hơi đồng bóng một xíu. Dạ, tính hơi gì? Đồng bóng một xíu. Đồng bóng một xíu là sao cụ thể? Dạ là lúc nóng, lúc nguội thất thường vậy đó chị. À, dạ, nóng rồi, giận thất thường đó. Dạ. Bạn trai. Điểm mạnh của em thì mọi người đánh giá em ấy là hiền lành, chịu khó, có tính cầu tiến và cũng chơi được rất nhiều môn thể thao và không hút thuốc, không rượu chè. Tốt. Bài bạc thì cũng không ạ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em tương đối hơi nhút nhát, đứng như đám đông. Đường tình mình thế nào bạn gái? Em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà chỉ có hai mối tình sâu đậm thôi. Mối tình lâu nhất của em là được 9 tháng, đều là của thời còn đi học. Rồi từ đó nay là không còn mối tình nào nữa hết. Hơi kén đúng không? Yeah. Bạn trai bên kia, tình trường mình thì sao? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Cũng khá dữ ha. Mối tình đầu tiên thì được 1 năm. Rồi 2 mối tình về sau thì nó cũng rất là nhanh. Nhanh là bao lâu? 2 tháng rồi anh. Trời ơi. Sao nhanh vậy? Như vậy cũng chưa gọi là mối tình đâu. Chắc cũng mới hẹn hò nhau. Chính thức là yêu nhau rồi. Thực tế phủ phàng. Yêu nhau mà mới có 2 tháng. Coi những mối tình đó mình chỉ nhắc lại để mình rút kinh nghiệm. Phương chắc là nãy em nói là mình cũng hơi kén chọn ha. Vậy thì mình muốn tìm một cái người, cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ em muốn tìm chàng trai chân thành, chân tế. Em cũng thích người không hút thuốc rượu chè giống như nãy bạn nói. Nhưng mà lâu lâu nhậu chút chút cũng được. Rồi. Không có mùi cơ thể, ví dụ như có mùi thì phải tìm cách tiết chế để cho bị lộ. Trời ơi, những thứ tiết chế đâu, nó bung dữ lắm nè em. Ủa, cái mùi, em không thích mùi gì mà em hỏi mùi em. Mùi gì mà nó gây sự chú ý xung quanh anh, ví dụ gái. Em cũng xinh đẹp ha, yeah. Giọng nói ấn tượng. Anh này giả bộ đi qua, không có mùi gì hết á. Rồi, còn gì nữa không? Dạ không. Vậy thôi đó hả? Ngoại hình đi, anh diễn tả. Ừ, ngoại hình nó sao? Dạ, ngoại hình cỡ cao cao, cỡ 1m7 đi anh. Thấy không? Em nhỏ hơn đến 5 phân ạ. 65, cũng được rồi. Dạ, có trắng không? Cũng hơi hơi trắng. Dạ vậy đi với em ổn chứ tại vì em hơi đen. Không, em cũng được, em đậm nét đó. Này rất có nét luôn á. Yeah. Ừ. Tóc thì sao anh? Tóc tai. Tóc thì chỗ có chỗ không. Em muốn nhiều chỗ ít. Dạ, ví dụ như mà hói thì mình nên cạo lên, cạo hết luôn. Thì nhìn nó sạch sẽ hơn là cứ để vài cọng nó cũng hơi kỳ kỳ. Nếu hói là cạo luôn phải không? Yeah. Anh thấy về cỡ về cạo được chưa? Không, tóc của anh cũng bồng bềnh mà đâu có gì đâu phải. Có hói không? Không. Vậy mấy người ta nói hói thì đúng rồi, người ta kỳ cục. Kỳ cục đúng không? Kỳ cục. Hói chút mà cạo luôn vậy hả? Hói mà nó lộ quá để cho người ta biết thì nên cạo. Người ta sẽ không biết mình hói. Dạ. Yeah. Em thấy bây giờ em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm em? 99% ạ. 99% ạ. Chính vậy sao mà tự tin quá tự vậy? Tin hồi kiểm tra thôi. Mình có hay ghen không? Dạ có chị. Ghen lắm hả? Dạ em ghen lắm mà em cũng tinh ý á. À. Nên là trong chuyện tình cảm ghét sự lừa dối. À. Nhưng em có tật xấu gì không em gái? Em nóng tính hả anh? Nóng tính con gái mà nóng tính dữ vậy hả? Dạ nóng tính với hay ghen. Em chịu được nóng tính không? Em chịu được ạ. Chịu được, đây chịu đựng được. Với lại ghen này chắc là em không phải ghen đâu bởi vì anh xấu trai là chắc không ai theo. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em chào chị. À. Em cũng mong muốn tìm một bạn gái là một người phụ nữ có gia đình, tính tình hòa nhã, biết chia sẻ,
Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Vâng, như thế là ngoại hình có yêu cầu gì ngoại không? Ngoại hình em cũng muốn là người vợ em cao để hy sinh cho đời con đấy, để con nó cao đấy. Rồi. Là em muốn bạn nữ được 1m6. Có cái điều gì mà em không thích ở bạn gái? Tóc tai mà nhuộm xanh đỏ tím vàng này. Ai đâu mà nhuộm xanh đỏ tím vàng? Kiểu tomboy ấy. Thích tóc dài phải không? Thích tóc từ ngang vai đến dài. Rồi, nếu như mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Sang năm là tiến tới hôn nhân là được. Sang năm mình đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Em tinh thần em đã chuẩn bị rồi đấy. Nghe nói là em bị áp lực trước khi lên đây lắm phải không? Dạ vâng, em tương đối áp lực. Em sợ gì? Em sợ chị hả? Không. Chị lại nghe đồn là em sợ chị bắt em hít đất. Có không? Chắc có đấy. Chị đường đường đâu có bắt ai hít. Thì nào mà ai sợ hít thì chị mới bắt người đó hít. Vậy em phải hít à? Ừ. Thế là tối hôm qua đi hít mấy chục cái rồi. Hả? Tập trước á hả? Dạ vâng. Thì thử đi. Mà hít 5 cái. Tôi đâu ngờ mà tôi tạo áp lực cho nhiều chàng trai vậy trời. Mấy người rung á là hít cho nó đỡ rung thôi. Đó, kiểm tra giùm bạn nữ chứ tôi đâu có đủ vậy thôi hả? Đúng 5 cái thôi gì? Là hồi hôm tập luyện được có 5 cái đó thôi hả? Không, em hít nhiều hơn thôi. Nhưng mà chương trình run này còn để sức này chiến đấu tiếp chị. Rồi, thôi được rồi. Hít được có 5 cái à em? Đúng, hít đất chắc đơn giản có gì đâu, khó. Chắc hơi yếu nha. Rồi, bây giờ hỏi kiến người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ em anh. À, dạ, hả? Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào họ nhà trai, chào toàn thể tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Tôi là Vân Nga, là mẹ của Hà Phương. Mẹ có vài nhận xét về bạn nam bên đây để cho con gái củng cố thêm lòng tin nhé. Nói chung là bạn trai thì không có được cao như là con mong muốn, nhưng mà mẹ nghĩ là cùng cái thứ nhất là cùng người Bắc. Cái thứ hài nữa là bạn này là cũng thông minh, hài hước, dí dỏm. Để có cái buổi ghi hình ngày hôm nay đấy là các con đã mất rất là nhiều thời gian và chương trình đấy đã cố gắng để tìm được những cái sở trường của các con là cũng được đạt được 60-70% rồi. Nên là các con nên cho nhau một cơ hội. Chứ còn nếu như 2 phút ngắn ngủi chỉ để là cảm nhận những cái giây phút đầu tiên thôi. Còn con gái của cô Nga đấy có thể tự hào được là vừa hiện đại và vừa truyền thống, bởi vì cô là người Bắc và cô rất khó tính. Không cần biết là con gái làm giỏi đến đâu, nhưng mà cái việc bếp núc gia đình, lo toan công việc gia đình, quán xuyến ấy, là cô đã rèn cho em 3 năm nay rồi. Nên là tự tin để có thể đem gả chồng được. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ ai đi với ai? Dạ, em đi với các chị, ba cháu với đồng nghiệp. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bên đàn gái và em Hà Phương. Em là Hồng Mai, là chị dâu của em Cương. Chị thấy em Hà Phương đây rất là dễ thương. Hai em có thể được thì cho nhau cơ hội. Còn đối với em Cương, em yên tâm. Em Cương rất là dễ thương, thật tình, có tinh thần cầu tiến. Em có thể tin tưởng với em Cương của chị. Chị dâu hồi hộp quá ha. Rồi, cảm ơn chị dâu. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, hai bạn gặp đi. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng em. Anh cảm ơn. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thật sự là hơn sự mong đợi của anh khi trước khi đến chương trình. Em rất dễ thương. Yeah. Em cảm ơn anh. Anh đang làm ở quận 9 đúng không? Anh làm ở quận 9. Yeah. Thì tương lai của anh là anh muốn làm việc ở Sài Gòn luôn hay là về quê? Tương lai anh muốn lập nghiệp ở trong Sài Gòn. Dạ. Yeah. Yeah. Anh tính khi nào thì có thể lập gia đình? Anh thì năm nay cũng 30 tuổi rồi. Trong sang năm là anh lập gia đình. Còn yeah, em thì sao? Em thì sang năm cũng đủ tuổi để cưới rồi. Nhưng mà anh đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Trong khoảng 3 năm nữa thì mình có thể là mua chung cư ở Sài Gòn. Anh muốn làm dâu hay là anh muốn làm rể hay là ý là em nói là em có phải làm dâu không? Ba má anh ấy thì ở Bắc thì chắc là không vô trong này. Ví dụ như có thể là khi mình lập gia đình ấy, có em bé thì ba má có thể là vào trong này hỗ trợ thì chắc là có, nhưng mà ở trong này thì chắc là không. Em không làm dâu được thì cũng không sao. Không, em thì em làm dâu được. Ví dụ còn anh là anh làm rể được không? Ví dụ như không làm dâu thì làm rể. Anh cũng chưa nghĩ đến là làm rể.
Nhưng mà chắc là anh làm được, bởi vì cứ nghĩ tới thôi. Nhà tại nhà em ít người, nhà em có ba mẹ con thôi nên là làm gì đâu, nói là lễ thì thật ra cưng là ở nhà vợ thôi chứ đâu có làm gì đâu em. Thì đến với chương trình này thì anh xin gửi tặng em bài hát. Mặc dù anh hát không hay nhưng mà đây ngồi đứng đây với em giờ run quá rồi, thôi hát bài cho nó đỡ run đi. Rồi. Khi anh đưa tay. Khi anh đưa mắt nhìn em trong qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như anh những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em nên anh vững bước trên con đường đời. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Thôi anh xin hết. Đáp lại rồi. Gái có muốn hát tặng lại bạn trai không? Dạ, em được cái sở trường em là hát dở nên là em cũng tặng cho bạn trai một bài. Rồi. Này mày... người em luôn tìm kiếm lâu nay, chế bao năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây? Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, hãy đến bên em ôm em chặt nhé anh. Cặp này về hát cho nhau nghe cũng xứng lắm đó, cũng hợp lắm đó. Rồi quan điểm rồi. Về hôn nhân, về con cái thế nào? Anh thích trai hay con gái? Anh thích cả hai. Cả trai cả gái luôn, anh hơi tham đúng không? Còn em sao? Mấy mẹ đứa? Em thì thích đẻ ba đứa cho trong cửa, vui cỡ ở nhà. Nhà anh cũng đông anh chị em nên là sẵn có truyền thống đẻ. Anh có đẻ không? Mà anh có truyền thống đẻ mà anh có đẻ không? Ngày trước ba mẹ sinh được 4 thì giờ là mình không thể thu kém được nhiều nên là mình 3 là hợp lý ạ. Em ở Bình Thạnh nhưng mà em sống ở Tân Bình gần sân bay á. Còn anh là làm việc và sinh sống quận 9 luôn đúng không? Đúng rồi. Là cũng xa. À, cái từ quận 9 mà lên gần sân bay thì cũng không phải là cái khoảng cách xa lắm em. Tại vì em cũng ngại lên xa. Em trai làm xây dựng đó. Dạ em làm xây dựng. Hay đi lắm á, có ghen không? Dạ có. Nhưng mà nãy nghe anh nói là anh không hút thuốc cũng không uống rượu hả? Đúng rồi, anh không hút thuốc không uống rượu. Vậy sao làm xây dựng được? Em nhớ xây dựng là cũng nhậu dữ lắm. Nó cũng phải có người nọ người kia. Chứ anh có phải đi công trình nhiều không? Anh cũng phải đi công trình, anh thi thoảng anh đi xuống dưới Long Khánh thôi. Tính em hay ghen á, thì ví dụ như anh đi công tác xa thì anh sẽ làm cái gì để trấn áp em đem đỡ gọi là đỡ bị lung lay tình cảm? Thì vừa nãy anh cũng chia sẻ rồi, anh xấu trai nên là chắc là không ai theo nên em cứ yên tâm là không sợ cái vấn đề ghen này. Em hiện giờ em đang ở với ai? Em ạ, dạ em đang ở cùng với đứa em làm chung công ty. Trai gái? Trai gái. Trai ạ. Ở chung với trai. Dạ vâng. Lâu chưa? Khoảng 1 năm rồi. Thân không? Cũng thân ạ. Có tình cảm nhau không? Tình cảm đồng nghiệp thôi. Còn tình cảm kia thì chắc là không rồi. Hai đứa có ngủ chung giường không? Chung chăn chung gối luôn thôi. Bây giờ là các cô gái lên đây cứ nói anh Quỳnh Linh phải kiểm tra cái vụ đó, bởi vì nó giờ nó nguy hiểm lắm. Chung chăn chung gối luôn, chung giường luôn hả? Không, hít vừa nãy em đã hít đất rồi, như là chứng tỏ là hít đất là không nói lên điều gì hết. Hít đất không nói lên điều gì hết. Thì cái mà ấy thì em cam đoan là 100% là men luôn đấy. Dạ, men nói với em gái đi, cam đoan với em gái đi. Anh cam đoan với em là anh 100% là con trai thực sự luôn. Chị hỏi em nè, 100% con trai thực sự, mà tại sao em quen mối tình nào cũng có 1 tháng 2 tháng là chia tay vậy? Thì nó cũng cái nhiều cái yếu tố nó tác động lên. Ví dụ cụ thể là tại sao? Em rồi sao cũng... mà mình vẫn ế, không tìm được người khác? Chắc là... Tại ngủ chung giường với bạn kia hoài hay sao? Không, do cũng môi trường công việc em nữa. Giờ có người yêu nè, giờ đi chơi bạn này nè, quen nhau nè, bạn kia có ghen không? Thôi rồi mà. Em thôi với nó rồi hả? Dạ vâng. Vậy hai người còn ngủ chung phòng không? Chị, anh hỏi là thằng cô em à? Ờ.
Cô em chắc là nó ghen đấy, bởi vì nó ghen là em có người yêu chẳng hạn, không nó có gì phá cả. Em không? Chắc là nó phá đấy, nó phá ném gạch. Ví dụ như nó mà biết được Facebook hay Zalo thì nó vào nó ném đá. Trời ơi. Bạn gì thân gì mà tốt quá vậy? Dạ nó cũng đi cùng em kìa, dưới kìa. Đâu đứng lên coi em trai. Chung giường, chung gối một năm nay đó hả? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, nãy giờ dẫn chơi em chút xíu thôi cho vui nha. Bây giờ mình nói chuyện qua lại một xíu á. Tụi em dành cho nhau một cái lời nào đó để chưa nói thật lòng của mình, để chúng ta chinh phục cái người đối diện có thể bấm nút. Anh thì đến đây thì cũng với tinh thần là rất là chân thành để kiếm một người vợ là cho đi và đi hết đến cuộc đời còn lại của cho mình. Này, anh hứa anh sẽ làm cho em được hạnh phúc. Hết thời gian. Để tay nút bấm đi. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta phải làm gì đúng với trái tim mách bảo. Bấm nút bằng con tim chứ không phải bấm nút vì bất kỳ điều gì. Suy nghĩ cho kỹ, bởi đây là tương lai, là hạnh phúc của các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng. Bắt đầu xin bác đi. Bắt đầu xin bác đi. Cháu xin phép bác cho cháu và em Phương được làm quen với nhau. Và cho xin phép cho cháu được được hôn em Phương ạ. Cảm ơn. Kiểu thích lắm. Đừng có ném đá anh ta nha. Đỏ hết trơn luôn kìa. Rồi ok, ở đây là sẽ có các biên tập của chương trình đã nhìn thấy hình ảnh của mình rõ rồi nè. Mình ngồi cố định mà mình đi lại ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình trước nha. Những cái thông tin về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì. Nhìn chung là mình sẽ tự chủ động chia sẻ. Và khi nào biên tập thấy thiếu vấn đề gì đó thì họ sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Rồi ok. Rồi mình bắt đầu luôn đi em ơi. À, vậy là em bắt đầu luôn nha chị. Ừ, ok em. Em chào mấy anh chị nha. Dạ, em là chị Cường. Em năm nay 27 tuổi. Là em quê ở Huế. Thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thì công việc hiện tại của em làm nghề bên sale bất động sản của công ty Đức Xanh Miền Tây nha chị. Thì em là cái gì Cường? Dạ, em là Hoàng Nhị Cường. Hoàng Nghị Cường, rồi dạ, em làm ở Cần Thơ lâu chưa? Dạ thưa chị, đã em làm khoảng 6 tháng á. Trước đó là em làm bên Sài Gòn á chị. Ừ. Là trước đó là lý do vì sao mà em chuyển về Cần Thơ làm? À, lý do là lúc đó em kinh doanh trên đó, rồi xong dịch quá nên không được, nên em chuyển xuống dưới đây làm á chị. Ừ. Rồi dạ. Công việc hiện tại của em ở Cần Thơ thì có ổn định không? Dạ, cũng ổn định nha chị. Ừ. Rồi, coi như là quê nhà này kia của em là vẫn ở ngoài Huế đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi, ok. Cường chia sẻ về bản thân em đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? À, dạ, thưa chị là điểm mạnh của em là... điểm mạnh của em là sao nhỉ? Là nói chuyện là vui vẻ, hài hước. Luôn gọi là luôn cố gắng để mà mang lại vui cho người khác á chị. Rồi điểm mạnh cũng là kiểu như là mình người biết quan tâm và quan tâm lắng nghe và động viên người khác. Còn điểm yếu của em là em nghĩ là mình sống hơi vội á chị, sống hơi nhanh, với lại mình em nhìn không biết nấu ăn. Dạ em xin hết á chị. Sống vội là như thế nào em? Cụ thể em thường sống vội trong những trường hợp gì? À, sống vội tức là kiểu như em, có một cái bài học là em ngủ ra được là những kiểu như là thời gian mình trôi nhanh quá, nên cái gì em cũng làm nó nhanh hết trơn á chị. Ví dụ như em làm cái việc gì đó là em cũng hoàn tất cho cái việc đó cho nó nhanh, với lại nó hoàn hảo nhất đó chị. Rồi, rồi vậy thì là trong tình yêu thì có yêu vội không? Trước giờ là trải qua mấy mối tình rồi?
Dạ thưa chị là trước giờ là chưa có mối tình nào hết trơn với chị. Dạ đúng rồi, nhìn dạ. Thấy là cũng ok ngoại hình rồi này, nước thì các thứ rồi sao mà chưa có yêu ai. Dạ cái này thì em cũng nói chung là lý do thì em cũng biết lý do tại sao nữa, nhưng mà em thấy cái thời gian gần đây là em cũng kiểu như mình cô đơn và mình cũng là muốn kiếm được công tác của mình á, thì trong cái công ty của em thì em cũng chủ động và kết nối với nhiều người để mà tìm hiểu, nhưng mà qua cái cách nhắn tin em thấy là họ không có nhã ý với mình nên rồi là thôi luôn. Là cũng bây giờ em mới nhờ tới chương trình đó chị. Hồi giờ là em không có để ý ai luôn hay như thế nào, hay là bất kỳ không ai không hay sao? Em có để ý, em có tìm hiểu, em có những tin có người ta đi uống cà phê hay là đi chơi chẳng hạn, nhưng mà qua cái cách những tin của người ta là em thấy là người ta không có để ý tới mình với lại người ta mình, nên nhiều khi nhắn nhiều người như vậy nhiều khi mình nản cũng hơi chán á chị, cộng thêm với áp lực công việc thì áp lực công việc này kia nữa nên hiện tại là nhiều chưa có ai luôn. Rồi bây giờ là em sẽ mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào để phù hợp ha, về những cái tiêu chí ngoại hình, tuổi tác, vùng miền, công việc ha. Dạ thì cái mong muốn tìm được tìm người bạn gái lý tưởng của em là thứ nhất là biết quan tâm người khác, biết lắng nghe và biết lắng nghe người khác, với lại vùng miền đó chị, vùng miền thì nói chung là em cũng không quan trọng cái vùng miền lắm, nhưng mà chị biết là chị mong muốn là người đó hiểu, nói chung là hiểu và cố gắng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, cố gắng lắng nghe em, cố gắng để mà hiểu nhau hơn chị, biết nấu ăn càng tốt nha chị. Rồi tuổi tác thì sao em? Tuổi tác ha, dạ thưa chị, tuổi tác thì đâu đó khoảng từ 24 tới 31 được nha chị. Rồi thì là em có yêu xa được không hay là như thế nào? Yêu xa thì dạ cũng không được, nhưng mà phạm vi là cái tỉnh thành miền Tây với lại Sài Gòn đó chị, còn ví dụ như ngoài Hà Nội với lại ngoài miền Trung thì đâu có được, tại vì hiện tại em đang công tác ở đây mà. Dạ rồi, có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Điểm gì không thích người bạn gái ha? Để em suy nghĩ tí đó nha chị. Điều em không thích ở bạn gái là là nói nhiều với lại kiểu như là kiểu như là không tôn trọng mình đó. Nói chung là ví dụ như mai mốt mà quen em á là phải tôn trọng những cái sở thích của em với lại những cái ví dụ như khách hàng của em chẳng hạn, chứ đừng có đánh giá với lại đừng có phán xét em, kiểu như là ví dụ như em thiếu sót hay là em sai cái gì đó thì góp ý cho em với cái phương diện là xây dựng đó chị, chứ đừng có kiểu là phán xét với lại đánh giá em, thì đó là em nhất đó chị. Em có tài lẻ năng khiếu gì không Cường, ca hát rồi được không? Dạ, ca hát thì em hát hơi dở. Lên là phải chuẩn bị một bài hát gì đó để hát tỏ tình bạn gái chẳng hạn chứ. Em nếu mà được thì em hát một đoạn thôi chứ em hát có nhiều. Rồi hát thử chị nghe một đoạn luôn đi. Hát thử đoạn giờ em không có nhớ thuộc nữa thì em bật cái lời đó chị. Dạ, chị là em tí ạ. Thôi để em để em hát thôi cho chị. Dạ luôn. Rồi hát đi em, chị đang nghe đây. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Dạ em xin hết ạ. Rồi ok dạ. Cảm ơn Cường ha. Thì đây chỉ là cái buổi cast làm quen đầu tiên thôi. Nếu như mà em được chọn thì chương trình cũng sẽ có cái thông báo với cha em. Sẽ có một biên tập sẽ làm việc trực tiếp với em để mà chuẩn bị cái nội dung để mình lên sân khấu ha.
Dạ vâng chị. Rồi ok. Cảm ơn Cường nha. Mình dạ. Xong cái buổi tối rồi đó, thì không có mắc ra được ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị và em cảm ơn chương trình ạ. Nói đâu ạ? Thì nó phụ. Rồi, khó trong đây chứ, em rồi. Rồi ok. Chào anh. Đó, anh nên cố định điện thoại đi rồi em mình cho đổi nào. Rồi. Anh bây giờ sẽ giới thiệu với những thông tin cơ bản về mấy người họ và tên ngày năm học sinh công việc hiện tại là lớp học tại nào đầu năm họ và tên là Đào Văn Thọ. Đào Văn Thọ. Rồi. Bây giờ sinh năm 7 tháng 3 năm 91. Rồi. Anh ở đâu? Ở Quế Quảng Đơn, Nghệ An. Thì hiện tại chương trình chỉ nhận đơn đăng ký của những người đồng ý tham gia chương trình là mình có thể tham gia ghi hình được ở phim trường 17 Hồ Chí Minh. Em đó là mình cứ thị ấy. Em á, thì gửi em qua cái tin nhắn luôn nha. Kinh doanh cơ khí. Dạ. Thì chị còn nhắn một cái tin nhắn cho em. Quê quán ở Nghệ An và bây giờ như là số điện thoại của chị là địa chỉ nghề nghiệp của chị. Dạ đúng rồi, em chưa đang lúc đang qua Nghệ An. Con gia đình chuyển ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông quý ạ. Tại vì hiện tại chương trình này có buổi phổ biến cho công tác là công tác vài tháng hay là mình cho ở Nghệ An làm luôn đó? Mình chỉ có công tác vài tháng chứ ạ. Đây này bao ở Đắk Nông. Ở Đắk Nông? Dạ. Ok, nào. Chị gửi tin nhắn có điện thoại điện thoại điện thoại điện thoại chị nhắn tin rồi gửi qua số điện thoại như thế. Điện mạnh của em là... Thị Tháo. Dạ, hồi cảm ơn chị ạ. Dạ. Anh sao có điện thoại và tên cũng như là số điện thoại địa chỉ và công việc của chị hiện tại nha. Alo alo. Không nghe được gì anh không? Là mình có gì để ở luôn đúng không? Hay là mình alo, đến đi du lịch rồi mà quay trở lại nữa. Mình đang bị mất tiếng á bạn Nam ơi, bạn Nam nghe rõ không? Anh nghe rõ không ấy? Rồi bây giờ nghe được rồi, được rồi. Anh chơi bộ môn thể thao gì anh? Bóng chuyền, rồi bóng đá, bóng bàn. Quá dễ rồi. Anh có điểm yếu hay là tật xấu gì không? Điểm yếu của em là... Chị gửi hai địa chỉ giùm em luôn nha. Nhiều lúc hay quên. Nhiều lúc hay quên. Quên hay luôn. Dạ, mình hơi bị lảng cái tái á, lảng tái một chút xíu. Dạ, chị có dự định ở luôn ở Sài Gòn không chị? Nếu có thì mình cứ ghi cho hai cho em nha. Rồi. Từ khi phỏng vấn thì mình trao okay. Đổi kỹ hơn cho chị. Trước anh gọi trải qua mình mối tình rồi. Ngay trước em 20 tình ấy nhỉ. Dạ, hiện tại phim trường ở quận 7 kể là chia sẻ đi em ơi, chị mai mối tình cái thông tin em ghi trước chị em nha. Khi nào mà mình phỏng vấn thành công mình mới ghi tình cho chị. Còn nếu không thì sẽ phải hỏi lại cho chị thông tin cụ thể sau nha. Quán ơi, em quán người đó là người đó lớn tuổi hơn 6 cháu hơn 1 năm thì không được cháu định chia tay. Dạ, không mất chi phí gì hết ạ. Không hợp tính lại, không hợp bệnh nhân nào. Dạ, nhất là không được từ trong cách cuộc sống chưa. Dạ, thì chị cũng gửi thông tin với em là lần tả tuổi á. Đây có những người đăng ký lớn tuổi đó chị. Rồi. Dạ, vâng ạ. Công việc, tính cách, vì đây cuộc sống có tiếng nói chung. Dạ, tùy em chia tay. Còn cái mối tình tiếp theo ạ? Còn tiếp theo là em quen cô gái đó lấy người người bên chào ấy nhỉ, người bên chào đó, người bên chào đó là tụi em cuộc sống với cái lối sống nó hai bên nó khác biệt nhau quá. Bên giáo là đạo 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 Công giáo phụ. Bên đạo. Quy qua là 926.000 ạ. Rồi ok. Dạ. Thế là cái mối tình này là duy trì trong khoảng bao lâu? Ôi già quá. Thứ hai cũng được Alo. Đúng là khi mối tình thì có khá là. Dạ. Nhiều khi. Dạ ok. Thế này thì bây giờ đến với chương trình á, thì anh tìm hiểu, anh muốn tìm kiếm những mẫu người bạn như thế nào? Nhất là em cũng. Trời ơi, chương trình mà thiếu 5.000. Cũng là một nơi tất cả có nó khi bị lên đám chút xíu cái lời là nhanh nhẹn được đọc công việc hai chục kìa tại vì em 26 926 kiểu là kinh doanh á. Ok. Dạ. Mọi người đó ở Đắk Nông thì càng tốt, Đắk Nông hoặc Đắk Lắk hoặc là Bình Phước.
Rồi. Dạ em nhận đủ rồi nha. Bây giờ người đó ở Nghệ An luôn. Không em thì về đồ đấy. Thế nên làm đấy em. Về đi mua đồ đi. Làm xong công việc từ đấy thì em phải chuyển vào. Ủa hay có anh công ty không? Em tới đó luôn. Đất nông mà nhất. Là một người bất tài thuộc về đất nông hoặc là nhưng tình lẫn cần đó Đắk Lắk hoặc là Bình Phước gì đấy. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình sẽ hẹn hò nhau ở Nghệ An này, thì cô gái đấy ở Nghệ An. Thế xong sau này mình tiếp tục hay như thế nào, mình có một cái sự thay đổi ấy. Mình là tiến có cái tiến trình, có cái quá trình rồi ấy, thì mình sẽ cùng nhau tính toán lại ấy. Đó, rồi. Thế em, vâng, thế còn về ngoại hình của bạn nữ này, xong rồi về công việc của bạn nữ, thì anh có những cái gì mà anh muốn yêu cầu về bạn nữ? Mong người bạn nữ của anh thì anh biết chưa? À, thì em thích một cái phần đo tầm độ cao trên 1m58 trở lên. Rồi. Còn công việc thì nếu có công việc ổn định thì nó tốt hơn, mà tính cách thì nhanh nhẹn á, em thích nhanh nhẹn hoạt bát trong một cái lối sống là được. Còn công việc thì mình không thuộc một bắt buộc vào công việc của họ nhưng mà chương trình là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà anh được chọn ấy, thì anh có sẵn sàng bay vào đây để tham gia cùng với chương trình không? Dạ được anh. Sẽ cùng mình không? Ok. Rồi. Ủa mày nói rồi. Ok. Còn anh có tài lẻ đi không nhỏ? Dạ, như ca hát ca hát này kia, sân bóng thể thao vài điệu. Dạ. Thì em cái nữ đó. Kiểu cá hát thì cũng biết sẽ tới nhỉ. Ừ, sao. Như là mẹ hồi hòa. Rồi ok, hát thì hát sơ sơ, hát một đoạn được đúng không? Vô tư. Chơi tầng bóng đi. Cho nó máu. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì chương trình cũng phỏng vấn anh một số những cái thông tin cơ bản trước. Với lại khi nào mà tìm được cái mẫu người phù hợp với anh nhé, thì biên tập sẽ có một người liên hệ làm nội dung ký với anh nhé. Dạ. Xong rồi sẽ hẹn lịch để mà anh bay vào đây cùng tham gia với chương trình nhé. Anh. Dạ vâng. Anh ấy. Đây đây dạ. À, anh cổ cảm chắc như tính cùng sắp xịt cho em bên tóc nhá. À, một người, anh em. Dạ. Em trong đúng không? Phải Đắk Lắk đúng không? Dạ, người ở Đắk Nông hay là Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng gì đó. Cho nó gần gũi. Dạ, ok ạ. Rồi nhớ. Dạ. À, người chưa có được cái tròn đi. Trong cái thời gian thì lộn quay hết. Rồi sau cái buổi cast này thì là dạ, sẽ có tin là em có được chọn hay không nha. Cho nên là buổi cast ngày hôm nay mình xong rồi đó em. Cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết kết quả nha. Ờ dạ. Rồi ok, chào em phát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị.